Thưa quý vị, việc triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đã và đang góp phần giảm nghèo bền vững. Nhờ sự hỗ trợ từ chương trình giảm 1.000 hộ nghèo của tỉnh và các nguồn khác do huyện xã vận động, nên nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Phước đã thoát nghèo, góp phần làm thay đổi diện mạo các ấp xã vùng dân tộc thiểu số, đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện. Anh Điều Thành là một trong những hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp Thuận Tiến, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, nơi có hơn 77% người dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Stiêng. Gia đình anh Thành là một trong 1.000 hộ được thụ hưởng từ chính sách giảm nghèo của tỉnh Bình Phước, được hỗ trợ tặng căn nhà đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng là động lực để anh vươn lên trong cuộc sống. Cha mẹ tôi cũng mất sớm, với lại nhà cửa không có nên được nhà nước tài trợ nhà và điện, với lại giếng nữa, tivi đồ, lại cũng cảm ơn nhà nước. Không chỉ có anh Điều Thành, nhiều hộ đồng bào khác có hoàn cảnh khó khăn tại đây cũng được hỗ trợ xây nhà, sửa nhà, đào giếng nước, kéo điện, tivi. Đặc biệt để tạo sinh kế bền vững, các hộ đồng bào cũng được hỗ trợ vốn vay, trao bỏ giống, nông cụ, đào tạo nghề. Về cái chính sách giảm nghèo thì trước hết cảm ơn Đảng ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã chung sức, chung lòng với lại bà con địa phương trong cái ấp, đặc biệt là cái ấp đồng bào dân tộc thiểu số. Về cái giảm 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thì từ cái nguồn đầu tư của tỉnh, huyện, rồi Đảng ủy, ủy ban dân xã cũng vận động một số mạnh thường quân, một số doanh nghiệp, công ty trên địa bàn cùng tham gia để hỗ trợ về xây nhà, rồi về là gắn điện, rồi mua những cái trang thiết bị như là tivi cho các hộ đồng bào, để các hộ đồng bào có cái chỗ nơi ổn định ăn ở để sau đó để phát triển kinh tế. Còn tại tổ 6 ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, nơi sinh sống của 54 hộ dân tộc Chăm, 70% hộ dân tại đây được hỗ trợ về nhà ở, công việc ổn định, đến nay không còn hộ nghèo. Để có được thành quả như vậy là nhờ việc kết hợp hiệu quả chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số với các chương trình dự án khác như chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn từ ngân hàng chính sách đã giúp đồng bào Chăm tại đây cải thiện đời sống rõ rệt, an sinh xã hội được nâng cao. Tôi lúc nào là vận động bà con đã chấp hành tốt theo chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hôm nay được như vậy là nó là cũng mừng lắm rồi. Dạ. Xin cảm ơn nhà nước nhiều. Năm 2021 này, đến ngày 20 tháng 11, toàn tỉnh Bình Phước đã giải ngân hơn 65 tỷ đồng vốn chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và mô hình giảm nghèo, đạt 98,8% trên tổng nguồn vốn chương trình. Chương trình đã hỗ trợ 100% kinh phí, nên còn nhiều người nghèo dân tộc thiểu số bị động, trông chờ, ỷ lại. Để tăng trách nhiệm và sự chủ động vươn lên thoát nghèo của đồng bào, chương trình giảm nghèo năm 2022 của Bình Phước dự kiến sẽ thay đổi cách thức hỗ trợ theo tỷ lệ 70-30, tức nhà nước hỗ trợ 70%, người dân đối ứng 30%. Hy vọng rằng bước đột phá này sẽ mang lại thành công hơn trong chương trình giảm nghèo của tỉnh.